ngủ đây luôn. Chú ngủ đây luôn? Dạ, ở dưới này không bị cái gia đình có nhiêu đây đó. Ủa cái này là cái mền mà. Dạ. Sụp cái đầu dán cái năm. Trời ơi. Chú có vợ con gì không? Vợ con chết hết rồi. Biển hồ trơn ở đây, sống biển hồ mà. Biển hồ khó khăn quá trời rồi, thấy vậy thôi mới đi về đây. Thấy thì trễ bụi trễ gì nó quánh nó đập nó chết người ta. Khổ lắm. Dạ, tuổi trẻ còn sức lực, người ta còn đi là làm thuê làm mướn được, còn mình là lớn tuổi rồi đâu có ai thuê mướn mà làm. Bị là cây đâm từ trên cam đến về đây trị bệnh ở nhà thương Chợ Gãy. Cây hả? Dạ. Cây đâm. Bây giờ chờ là cứu sống ở đâu? Ở dưới vỏ, dưới bến mà. Ở có mình lên cũng độc thân. Cây hả? Chú năm nay là bao nhiêu rồi? Chú năm nay 68 rồi. 68 à? Dạ. Chú cũng từng sống ở cam rồi về đây luôn? Dạ. Tôi mới về đây là 2-3 năm nay. Bị con mắt đau chảnh rồi, lúc ở chảnh rồi mình... Hôm nay mình ở ra là mấy ông băng chi hậu ở chảnh của Việt Nam mình á. Ông bị ông thầy chùa ở dưới này nè, ông lên xuống hoài rồi cái chùa bỏ cũng không, ông nói thôi giờ là ông là vô ông lận từ ông ở tiếp đốt ngang đốt đèn nhà chùa đi. Rồi mình lại đó ở đốt ngang đốt đèn chùa rồi cái là giác chặn dạng rồi mới đi bị cái chùa chảnh là nó lót dán, cái đầu dán nó một gì nè. Rồi bước nó sụp cái đầu dán cái năm. Trời ơi. À, những ngôi nhà có phần tạm bợ của bác quý chị biết không, nó cao phải từ giá là hơn 2 mét, vì cái ngôi nhà này á khi mà nước lên á là nó phải cao lúc đầu. Mình sợ nhất là khi mà các đứa bé nó nhỏ được sinh ra mà nó bẩm xuống tới dưới này thì không biết là như thế nào, rất là khó khăn cô bác quý chị. Đó, cao hơn 2 mét, khoảng 2,5 mét á. Và đây là chú tên gì chú? Danh. Chú Danh hả? Dạ, chú về đây cũng sống ở dưới chiếc xuồng kia. À, cũng đánh bắt luôn. Bây giờ về đây chỉ sống theo đánh bắt thôi. Trời ơi. Chú Danh là giúp lúc về đây là tốn hết bao nhiêu tiền? Về đây cũng hết. Chánh về đây là hết cũng tiền, nếu tiền ri chánh là 400-500 ngàn. Dạ. Hụ ra chánh về. Dạ. Về đây thì đánh bắt mỗi ngày được nhiêu chú? Trời ơi, hôm trước thì nói ngay bữa nào được 100-200 ngàn tiền đi. Còn bữa nào là vài chục ngàn cũng có. Mà từ hôm qua Tết tới giờ là dân không được luôn chứ. Đa số các chiếc xuồng đó là của cô chú ở nhà ở đây không hả chú? Dạ, chú Danh. Dạ. Gần ở đây không nè. Dạ hả? Xuồng vỏ đi đánh cá. Chú Danh, chiếc vỏ của chú Danh đâu? Đấy, vỏ chát cái mền đỏ đỏ. Còn cái chiếc vỏ này là của ai? Vỏ này của người ta ở trên đồng càng, cho anh ta xuống gửi. Vậy hả? Dạ. À. Trời ơi trời. Cái biển hồ, cái hồ Dầu Tiếng này lớn lắm đó cô bác anh chị. Cực kỳ lớn luôn. Và rất là sâu. Ở đây còn là thủy sản. Mấy cô chú sống cặp theo cái này nè, cũng về dễ sống. Tại vì cái tập quán sinh sống á, là sống với cái nghề đánh bắt quen rồi. Và ngay chỗ hồ Dầu Tiếng này á, thì cũng sống theo cái nghề đánh bắt. Không thì mua phế liệu, hoặc là ai thuê gì làm đó. Chẳng hạn như là làm hồ, làm những cái công việc mà nó... Nói chung làm thuê là muốn sống không. Rồi tuổi trẻ còn sức lực, người ta còn đi là làm thuê là mướn được, còn mình là lớn tuổi rồi đâu có ai thuê mướn mà làm. À. Trời ơi. Đây cái vỏ chú ơi, đây này. Chiếc vỏ này chú mới mua hay sao? Mua cũng lâu rồi. À, lúc đó chú mua nhiêu tiền? Trời ơi, là xuống đây mua cái vỏ này là 3 triệu mấy. À. Rồi tối chú ngủ ở đâu? Ngủ đây luôn. Chú ngủ đây luôn? Dạ, ở dưới này không bị cái gia đình có nhiêu đây đó. Ủa cái này là cái mền mà. Dạ. Cái gia đình có nhiêu đây đó. Gia đình là có nhiêu đây hả? Dạ. Rồi tắm ở dưới này luôn? Dạ. Trời ơi. Ăn uống tắm rửa ở dưới này luôn. Trời. Rồi đánh bắt gì đâu, đủ tiền mua gạo, đổi gạo được không? Không đủ đâu chú ơi, bữa nào được, bữa nào không, nó ngay cũng nhờ đòn. Đây là gạo, nhờ đòn lâu người ta cho được chục cái lô gạo ăn. Dạ. Hôm nay là chú ăn cơm với gì?
ăn nay mưa được mấy con cá này kho ăn. À, đánh bắt cá người ta cho gạo nữa là đủ bữa cơm rồi. Dạ. Yeah. Mà chú đánh bắt chị bán ngày được nhiêu tiền? Và khi nào là được nhiều được 100 ngoài 200 ngàn tiền này đi, còn khi nào không được là có khi có bữa không đủ cá ăn. Con quên con hỏi lại nãy trên kia lu bu quá, chú Danh là có vợ con giờ không? Vợ con mất rồi, hết rồi. Mất ở trên đó luôn. Dạ. Hả? Thì hồi nãy chú hỏi hồi nãy đó. Dạ. Mất trên cam chính. Rồi ba mẹ là mất ở trên đó luôn. Trên mất trên đó hết luôn. Giờ về đây bệnh đau con mắt rồi, về đây chị bệnh dưới này ở này luôn. À, vợ chú mất còn con của chú? Cũng còn ở trển, còn hai đứa ở trển. À, con của chú lớn chưa? Lớn, có vợ có chồng, nó có gia đình ở riêng ở tư hết rồi. À hả, sao không, dạ. Sao chú không kêu con của mình về? Thì nó còn chính là bên vợ con nó bệnh á, rồi nó ở quyến liếng lại trên đó. Uh-huh. Rồi mình bệnh mình đi về đây. Con của chú lại lấy vợ người Cam luôn ha? Cũng người Việt mình. Ừ. Giờ kêu mình mà nó, con gái là nó bị nó còn ham làm ăn trên đó đó. Dạ. Làm nó là dính kẹt, dính gốc, dính rễ đó, rồi nó còn dính lưới quân ra đó. Rồi nó ở trên đó nó làm nó. Chú Danh là đánh bắt lưới mấy phân? Người ta đủ lưới 3 phân gửi, 4 phân đủ được, còn mình có 4 phân gửi đủ không được luôn. Đủ 4 phân gửi được hả? Dạ. Tay lưới là mua nhiêu tiền? Một chục tấm nó 1.9 triệu lần. Dạ. Chục tấm 1.9 triệu 2 triệu lần. 1.9 triệu 2 triệu. Mấy tay lưới đâu chú thả rồi hả? Còn thế là mấy bữa gài là đủ không được, không có đi đuổi. Vậy hả? Dạ. À. Rồi chú mấy giờ là chú thả, rồi mấy giờ chú phải thăm lưới? Không thả đi, nếu đi đuổi sáng đêm gì đó tới sáng mới gì. Đi đuổi sáng đêm luôn hả? Dạ. Trời ơi. Rồi là lỡ dòng gió cái chiếc vỏ của mình nó nhỏ quá thì sao? Đủ gần mé, như mé vậy đó. Đủ gần mé, có dòng gió mình tấp vô mé. Dạ. Yeah. Yeah. Sống cuộc sống gì thì chú năm nay cũng lớn tuổi thì thấy... Yeah. Sao tam tuổi rồi, tôi tuổi dậu đó. Dạ. Yeah. Thấy tuổi thân dữ không chú ơi? Sống ở dưới sông gì không có nhà cửa gì hết á. Không có đâu. Chú về đây là còn giấy tờ gì không? Có giấy chứng minh của trên cam vậy đó. Rồi về đây rồi mấy ông dưới này ông chưa cho vô danh sách. Dạ. Ông chưa nhận. Lý do là chú cũng mới về đây thôi. Dạ. Nhưng mà chú từng sống ở trên đó, từng sinh đẻ trên đó mà chú về đây á. Thì vì sao chú về? Bị con mắt mình đau, mình nói nó giờ đó bị con mắt mình cây đâm đau bệnh mắt rồi đó, là về đây đang trị bệnh ở nhà thương Chợ Gãy. Dạ, chứ ông sao? Ấy là cũng còn ở trên đó rồi. Dạ. Chứ không ấy cũng còn ở trên đó sống. Dạ, với con. Bị gì đó là ở với con mà. Ừ. Trị con mắt thì lúc đó là tiền bạc đâu chú trị? Thì xuống dưới nhờ ông cha ở bên Suối Tượng ở Đồng Nai với ông cho. Dạ. Giúp đỡ cho. Dạ. Rồi. Nhà ông đưa lên nhà thương cho gãy đó rồi mới mổ mới lấy được cái gai ra. Dạ. Có chú có dự định là mình sẽ quay trở lại trên đó với con của mình không? Không, ở đây luôn rồi chứ. Ở đây luôn rồi. Dạ. Hả? Chứ về trở nó con cái nó cũng có vợ có chồng nó lo làm ăn nó cũng khổ nó. Dạ. Ở trên kia là cũng sống với ghe mình ơn. Dạ. Thôi. Tối mưa là chú thả 2 tấm bạc đó xuống đó hả? Dạ. Trời ơi. Ủa rồi chú dừng bằng cái tấm này rồi tối mưa nó ướt rồi sao? Không có, là cái này che nắng thôi, tối có mưa là lấy tấm này tủ lên trên. Uh-huh. Lấy tấm mũ này tủ lên trên. Trời ơi. Mưa quá nó lắc chiếc xuồng rồi nghỉ ngủ luôn. Vậy chịu chứ sao giờ đây. Vậy hoàn cảnh mình khổ rồi chịu khổ chứ sao giờ chứ. Chú bây giờ có mong ước gì không chú Danh? Mong ước gì giờ đây? Bây giờ lớn tuổi hết biết được. Yeah. Không? Chứ làm không được này phải cứ mong ước là phải như còn sức còn lực chỉ là nhảy đi làm thuê làm mướn người ta kiếm được đồng tiền sống. Rồi bây giờ mình từng tuổi cao rồi lúc nào con mắt nó yếu không thấy đường nữa rồi đâu có ai thuê mướn mình đâu. Dạ. Yeah. Ở cái đó là cái bọc gì á? Khô. Khô người ta cho. Bọc khô hả? Dạ. Yeah. Khô ta cho để ăn từ từ, khô cái cha. Dạ. Trời ơi. Cái cha con để ăn từ từ thôi. Dạ.
Chiếc xuồng nhỏ xíu vậy tối chú ngủ sao con không biết luôn á. Cũng quanh đây nè, ngủ tại cho nó coi. Chú nằm xuống con thấy nó bé quá. Vậy có nhiêu đó. Chú nằm thử con coi được. Vậy nè, muốn nằm ở đây nè, chảy nằm khúc này vậy thôi. Trời ơi. Được rồi chú. Cái chân của chú kia là cái đầu gối nó bị dùng hết à, lo do ngày xưa sống ở trên cao má cứ bò tới bò lui à. Nên là nữ là cái chân nó cũng yếu. Chú đâu có cũng đâu có đạp xe đạp được đúng không? Không. Đi là cái chân của chú yếu là đi cờ sượng. Bây giờ ở trển mà nói chung ở trển ở dưới nước như vậy mình không có được thoải mái như trên bờ mình đi mình cử động được dò cẳng mình nó được mạnh dạn. Ở dưới nước thì có đi được đâu, nó đi ra đi vô khòm đi bò tới bò lui vậy thôi. Chứ có được đi đâu mà được thẳng dò thẳng cẳng chứ nè. Từ nhỏ là chú danh lại được ba mẹ mình sinh ra trên Campuchia rồi. Dạ, ở tỉnh Bình Bon. Dạ. Xa lắm, ở giáp ranh chứ Thái Lan bên á. Quê tôi á. Chứ không phải là ở khu vực biển hồ hả chú? Cũng biển hồ mà nhiều tỉnh ở danh bên kia ha. Dạ, ở biển trong á. Cô bác anh chị biết biển hồ nó rất là rộng lớn, nó không phải mấy tỉnh của của Campuchia luôn á. Dạ. Ở biển trong. Dạ. Trời ơi, cái cuộc sống của chú do là cái tập quán sinh sống quen rồi thì nó sẽ gắn liền với lại cái con sông, con nước. Cứ con đưa theo con nước mà sống mà. Không, nếu mà cái ước mơ con già này là muốn cái vỏ này nó phải lớn thì miếng em nghĩ là nó phải xây nó rộng hơn tí là em đi sinh hoạt đi tới luôn có thoải mái mà nằm ngủ nó phải im hơn không? Cái bạn này là cũng ở số Việt Kiều luôn á. Cũng mang là cái là Việt Kiều nhưng mà các cô chú sống ở Campuchia thì thấy vất vả hơn so với ở vất vả lắm nha. Ngày đi thì không nghĩ rằng sau mấy chục năm trở về lại quê hương thì lại bỏ hết tất cả trắng tay để mà cơ nghiệp tài sản của cả gì đó là kể vũ tay cả một bước ra bước mình không đi gì chứ có mang được cái của gì theo hết. Ngày đi giờ lúc đó khoảng gần hơn 60 năm thì sống ở trên đó. Ngày về thì chú đâu tương lai của mình mờ mịt, mình đâu có dự tính được gì hả? Đâu có tính gì đâu. Tính là lo trị bệnh cái mạng sống của mình cho nó sống ra đi. Vậy chứ lúc đó là đau con mắt này là như vậy cái miệng tôi hả đút ngón tay này vô không được. Trời ơi. Tôi nói nó sưng hết trơn luôn này á, nó sưng rồi nó cứng luôn cái cành hàm này luôn. Với cả ông cha ở bên đó ông mua từ cái chai sữa cho uống đỡ. Quá khó khăn. Nghe chú Danh chia sẻ thì mình sẽ hiểu thêm về cái cuộc sống của cô chú từng sống ở Campuchia. Và nói thật với cô bác anh chị thì Bùi Hồn ngày nay đến đây với một cái quan điểm là đến để tìm hiểu hỏi thăm tham quan thôi. Tại vì có dịp về lại Tây Ninh nè, rồi thăm cuộc sống của cô chú để biết, để cho cô bác anh chị biết cái cuộc sống của cô chú là Việt Kiều ở Campuchia sau khi trở về hồi hương trở về đây thì sống như thế nào. Còn nếu như mà có phát quà thì cũng sẽ thông quan với lại chính quyền địa phương, cũng như là anh Hiền có cũng nhắc đi hồi sớm giờ với lại chính quyền địa phương ở đây. Còn bây giờ thì thôi thì tạm chia tay với chú Danh ha. Và con cảm ơn chú đã dành thời gian chia sẻ cho con về cái thước phim này để hiểu thêm về cái cuộc sống của chú ha. Bây giờ ước vọng chỉ là muốn cứng gắng bằng kiếm được mớ ra tiền đang có mua sống lưới sắm đồ mà sống nấu tới gì nữa thôi. Dạ. Mần không ra tiền. Dạ. Vì sao bà phải đi về đây? Chú ơi, quá trời khổ, giông gió tới rồi mà nó kêu tôi đi mà nó đàn áp quá đừng thằng lắm chú ơi. Đi văn lưới rồi cũng mắc đóng tiền, thấy không? Mà về mà cho ấy thì trễ bụi trễ gì nó quánh nó đập chết người ta. Về đây cũng vô 7-8 năm rồi. Dạ. Yeah. Lúc đó cũng sống ở biển hồ luôn. Sống biển hồ trơn, ở đây sống biển hồ. Biển hồ khó khăn quá trời rồi thấy vậy thôi mới đi về đây. Chị về bằng xe hay là xuồng? Tôi cử đó đi về bằng xe. Về bằng xe. Mão xe. Đem đồ lên xe hết rồi đi về. Có người thì về bằng vỏ, người ta biết đường đi á. Còn mình thì mình không biết đường đi, mình đi bằng xe. Đi theo ba mẹ lên trên đó từ nhỏ. Ba mẹ chết trơn rồi. Rồi có chồng rồi đi về đây, có chồng ở trển thì đi xích nhau ngủ nhau đi về đây. Lúc mà chị về thì cô chú trên đó còn nhiều không?
nhiều nhiều rồi từ từ cái đi tứ tán hết trơn, người đi xứ này người đi xứ kia vậy đó, cũng về Việt Nam mà người đi xứ này người đi xứ kia vậy hả? Ừ, nó chảnh đông lắm mà giờ đi cũng gần hết rồi, gần hết ở chảnh nước nước gì nè, hạn lắm, hạn bơi xuồng bơi gì bơi không nổi không được luôn. Mày thấy vậy thì khổ quá rồi thôi rủ nhau người đi xứ này người đi xứ kia. Ở đây ở dưới nước á, thì không được thì mình nhảy lên bờ mình làm hồ làm nào này kia đó, còn ở chảnh đâu có lá đâu, ở chảnh là dân lưới không được, thả lưới không được là thôi à, là đói à. À, đánh cũng như mình đánh lưới hôm rồi này kia vậy đó, rồi nó bắt mình đem bỏ tù rồi này kia vậy đó, rồi xúm nhau rồi sợ quá người đi xứ này người đi xứ kia. Ừ. Nhiều cái đang văn lưới gì nè, đang thả lưới gì nè, nó chạy ra bắt rồi ngang chạy gộ hết vậy đó. Với nhờ ta cho to anh đó, với cho được người được 15 cái cây rồi dậm 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 vô. Vậy đó.